Xin chào toàn thể các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Không Gian Nhà Đẹp. Và hôm nay mình cùng các bạn lại tiếp tục tham quan một số mẫu nhà cấp 4 mái Nhật rất đẹp. Đầu tiên chúng ta đang được tham quan mẫu nhà cấp 4 có chiều ngang 13 m, sảnh được bố trí ở giữa nhà. Các bạn đang nhìn toàn bộ bóng đèn được lắp ở ngoài nhé, này tôi bật điện là rất đẹp. Đây các bạn đang nhìn đây, bậc mái hiên được làm 5 bậc với chiều cao là 17 cm, chiều cao tiêu chuẩn. Độ cao của sảnh là 2,90 m. Từ mặt mặt hiên của sảnh mà lên đến mặt thứ hai là 35 phân. Mặt mái được bố trí là đua ra 35 phân so với mặt tường. Được bố trí các đèn LED xung quanh ba mặt. Rất là đẹp. Cửa gỗ làm cửa gỗ hai cánh. Thiết kế hai cánh chết. Độ rộng là 2,85 m. Đây các bạn đang được tham quan mẫu nhà cấp 4 mái Nhật. Rất là tuyệt vời. Và chúng ta bắt đầu tham quan mẫu nhà thứ hai. Đây, mẫu nhà cấp 4 mái Thái. Mặt tiền gồm 3 chữ A lồng. Trang trí giống nhau. Chiều dài của nhà là 12 mét, chiều ngang là 10 mét. Các bạn đang nhìn đây, toàn bộ chát là quay quanh cùng một kiểu mẫu. Đơn giản rất đẹp. Đây trước mặt là phòng ngủ đầu tiên thì ta bố trí dòng cây xanh tạo không gian thoáng đãng mát mắt vào mùa hè. Mặt tiền này thì đơn giản nhưng đẹp, các bạn có thể tham khảo. Tiếp tục chúng ta đến mẫu nhà mái Nhật thứ ba, cũng một thụt một thò. Nhà này thì chiều ngang có 9 mét thôi. Mặt mái cũng được đua ra là 35 phân. Đối với những cái mẫu nhà cấp 4 mái Nhật này thì rất chi là nhiều góc. Kinh phí thì nó cũng tốn hơn một tí so với nhà cấp 4 mái Thái. Vì nhà cấp 4 mái Nhật này nó có nhiều nhiều mái hơn. Phức tạp hơn một chút. Nhà này cũng được thiết kế 5 bậc. 5 bậc hiên. Cột là cột 37. Đây và chúng ta đến với ngôi nhà cấp 4 mái Nhật tiếp theo. Nhà này ngang 9 mét. Chiều sâu của nó là 11 mét. Đây được bố trí một phòng ngủ đầu tiên. Nhà các bạn là có thể tham khảo những cái mẫu này. Nếu bạn nào muốn xây thì có thể tham khảo. Các mẫu chát cột rất là đơn giản. Và thường thì những cái mẫu nhà mái Nhật này thì thường người ta mái người ta đua ra khoảng tầm 35 phân.
để lắp bóng đèn LED chiếu sáng vào ban đêm, rất tuyệt vời. Tiếp theo chúng ta đến với mỗi nhà mỗi... Đây các bạn đang nhìn đây, hai mái lồng, một chữ A hai mái lồng. Mặt này thiết kế cả chữ A mặt sườn nữa. Tiếp đến là chúng ta tiếp tục tham quan mỗi nhà, các bốn mái Nhật. Rất đơn giản. Chiều ngang này là 10 mét. Mẫu này mình đã quay cho các bạn tham khảo rồi. Đây và chúng ta đến mẫu nhà cuối cùng của ngày hôm nay. Mặt tiền cũng gồm hai chữ A lồng. Hai phòng ngủ ở hai bên. Và trước hai phòng ngủ thì có để một khuôn viên để mình trồng cây xanh. Nhà cũng gồm có 5 bậc, 5 bậc hiên. Cột này là cột 35. Chiều cao là 2m85. Từ mặt sảnh mà lên đến trần. Và rồi mình đã giới thiệu với các bạn một số mẫu nhà cấp 4 mái Thái và mái Nhật. Và các bạn đừng quên ấn theo dõi để được cập nhật những video mới nhất của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn và chào tạm biệt các bạn.